Một cái tên không còn quá xa lạ đối với người dùng tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Hyundai Grand i10. Hôm nay mình sẽ báo giá đến chị là dòng số tự động phiên bản 1.2 sedan. Và con này anh chị chỉ cần đưa trước từ 136 triệu đồng thôi là chị đã có thể nhận được xe rồi nha. Xin kính chào quý anh chị, mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Tedo tại Cần Thơ nha. Video này mình sẽ cập nhật báo giá lăn bánh chi tiết của mẫu xe Hyundai Grand i10 1.2 AT sedan. Và đây là phiên bản all new vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trước khi đi vào phòng báo giá thì nếu như anh chị có yêu thích kênh của mình, mong anh chị có thể ủng hộ mình thông qua một like, một subscribe để khi mà mình ra những video về báo giá lăn bánh cũng như là về chăm sóc xe thì anh chị có thể dễ dàng nắm bắt được những cái video mới nhất của mình ha. Ngoài ra kênh của mình còn chia sẻ đến quý anh chị về báo giá lăn bánh chi tiết mới nhất của tất cả các dòng xe tại thời điểm hiện tại. Thứ hai nữa là sẽ review chi tiết tất cả các dòng xe, kể cả màu sắc độc lạ luôn cũng sẽ review cho quý anh chị mình xem. Và cái thứ ba, nếu như anh chị đã có sở hữu xe Hyundai rồi thì anh chị cũng có thể vào phần chăm sóc xe hoặc là hướng dẫn sử dụng xe để xem những cái video về việc hướng dẫn sử dụng các tính năng trên xe để cho mình sử dụng cho nó thuận tiện và đúng chuẩn chỉ ha. Quay lại về phòng báo giá thì mẫu xe Hyundai Grand i10 1.2 AT sedan đã được ra mắt vào thời điểm là ngày 14 tháng 6 vừa rồi anh chị. Mẫu xe này đang có mức giá là 455 triệu đồng. Và trong tháng 8 này thì mẫu xe Hyundai Grand i10 tiếp tục có chương trình ưu đãi là giảm giá trực tiếp tiền mặt vào trong giá xe luôn. Ngoài ra còn tặng cho quý anh chị là 1 năm bảo hiểm và gói phụ kiện chính hãng từ đại lý Hyundai Tedo ha. Trường hợp anh chị mua xe với hình thức là mình mua tiền mặt và lăn bánh ở các tỉnh miền Tây như là Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng hoặc là các tỉnh lân cận khu vực thành phố Cần Thơ thì mẫu xe này anh chị chuẩn bị cho mình tầm 497 triệu đồng là anh chị đã có thể nhận được xe rồi nha. Đối với xe hiện tại thì đại lý mình đang có sẵn màu trắng ha. Thời gian giao xe thì từ 3 đến 5 ngày ha, thì vào cái tiến độ em lắp phụ kiện cho quý anh chị ha. Còn đối với trường hợp anh chị mua xe với hình thức là mình mua trả góp và thông qua các tổ chức ngân hàng. Ngân hàng ở đây có thể là do bên anh chị liên kết hoặc là do bên em giới thiệu qua, thì ngân hàng nào cũng được hết anh chị, chỉ cần làm hồ sơ được cho anh chị là em ok rồi. Thì đối với mẫu xe này, nếu như anh chị mua xe tức là mua trả góp thì mình tính cái mức là vay tối đa là 85% giá trị xe, anh chị trả trước là 15% còn lại cộng với chi phí lăn bánh. Thì mẫu xe này anh chị chuẩn bị cho mình tầm khoảng là 136 triệu đồng là anh chị đã có thể nhận được xe rồi. Phần còn lại thì mình góp ha anh chị. Về mức góp thì mình tính tối đa là góp trong thời gian là 8 năm ha anh chị. Thì cái mức góp một tháng nó tầm khoảng là 6 triệu, bao gồm tiền gốc cộng với tiền lãi luôn. Và nó sẽ giảm dần theo cái dư nợ của mình. Đối với hình thức anh chị mua xe trả góp thì về cái thời gian vay nó cũng khá là linh động. Từ 2 năm, 3 năm, 4 năm đến tối đa là 8 năm. Còn về thời gian mà anh chị tất toán hoặc là anh chị trả trước trong khoảng thời gian anh chị vay đều được ha. Nó rất là linh động để cho anh chị có thể dễ dàng mua xe, dễ dàng thanh toán trả góp. Về hồ sơ vay, nếu như anh chị đứng tên là cá nhân thì anh chị vui lòng cung cấp căn cước công dân của mình ha. Ngoài ra thì bổ sung thêm giúp em là cái giấy xác nhận độc thân hoặc là giấy đăng ký kết hôn. Nếu như anh chị đã có gia đình rồi thì anh chị vui lòng cung cấp thêm căn cước công dân của vợ hoặc chồng ha. Và cái tiếp theo nữa là về phần chứng minh nguồn thu. Nếu như anh chị làm những công việc mà có thể chứng minh nguồn thu được thông qua hợp đồng lao động hay là bảng lương thì rất là ok rồi. Còn nếu như anh chị không có chứng minh được, anh chị làm những công việc liên quan đến nông nghiệp hoặc là mấy những cái tạp hóa nhỏ lẻ thì bên mình cũng có ngân hàng hỗ trợ về vấn đề chứng minh nguồn thu này cho anh chị luôn, rất là tiện lợi. Trường hợp anh chị mua xe với hình thức là mình đứng tên doanh nghiệp thì anh chị vui lòng cung cấp cái giấy đăng ký kinh doanh cũng như là báo cáo tài chính trong 6 tháng gần nhất nha. Về quá trình mua xe trả góp thì nó cũng khá là đơn giản anh chị có thể theo dõi phía dưới góc màn hình giúp em ha. Về thời gian mua xe trả góp thì nó sẽ dao động từ 5 đến 7 ngày tùy vào tiến độ anh chị cung cấp hồ sơ ha. Xe hiện tại đang có sẵn tại đại lý Hyundai Tedo. Dòng xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 AT sedan này sẽ bảo hành cho anh chị là 5 năm hoặc là 100.000 cây ha, thì điều kiện là đến trước. Về màu sắc thì nó cũng khá là nhiều màu, khoảng 5 màu anh chị, thành ra là anh chị muốn thích màu nào anh chị có thể theo dõi trên phía màn hình giúp em. Về khâu bảo hành và bảo dưỡng thì anh chị rất là an tâm, tại vì riêng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có 10 trên 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có đại lý Hyundai ủy quyền rồi, thành ra anh chị mua xe thì rất là an tâm trong quá trình anh chị bảo dưỡng xe ha. Tiếp sau đây là phần giới thiệu chi tiết về mẫu xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 AT sedan. Nếu như anh chị mình chưa xem qua mẫu này thì anh chị có thể ở lại tiếp tục với phần video của mình ha. Chào mọi người, như vậy thì Hyundai thành công đã chính thức giới thiệu mẫu xe Hyundai Grand i10. Cái này mình sẽ gọi là facelift. Thì nó sẽ khác đi so với mẫu cũ, cũng thật sự không gọi là nhiều lắm anh chị. Thay đổi một phần nào đó từ mặt ca lăng bên ngoài với một chút về hệ thống an toàn, và thêm một xíu về nội thất bên trong.
Còn lại thì những thông số kỹ thuật như là về động cơ, kích thước, khung gầm vẫn giữ nguyên. Tiếp sau đây là phần giới thiệu về mẫu xe Grand i10 sedan 1.2 AT phiên bản full ha. Mời mọi người tiếp tục theo dõi phần video của mình. Về phần thiết kế bên ngoài thì mẫu Grand i10 1.2 AT sedan phiên bản full này cũng có một sự thay đổi lại về phần thiết kế. Thứ nhất là phần đèn định vị sẽ thay thế trước thì sẽ đặt ở đây. Giờ nó sẽ vuốt ở bên này anh chị. Thứ hai nữa là về cụm đèn chiếu sáng. Thì đối với dòng i10 sedan AT mới này á, nó sẽ thay có thêm là một cái thấu kính phía trước projector. Đèn thì vẫn là đèn halogen ha. Và cái thứ ba là về cái mặt ca lăng ở phía trước này, thì đối với mẫu Grand i10 cũng đã thay đổi về cái phần thiết kế của phần mặt ca lăng. Còn về phần bên hông xe thì mẫu Hyundai Grand i10 sedan về kích thước tổng thể cũng không có sự thay đổi. Về trang bị thì xe vẫn được trang bị là vành mâm đúc có kích thước là 15 inch đi kèm với hệ thống cảm biến áp suất lốp của Hyundai. Thứ hai nữa là xe vẫn được trang bị như là gương gập điện tích hợp đèn báo rẽ và sẽ có phần sấy gương. Thứ ba là tay nắm cửa vẫn là mạ chrome có tích hợp với mẫu khóa một chạm. Và về độ đầm chắc của cửa thì mẫu Grand i10 mới này vẫn mang một cái hơi hướng một chiếc xe cứng chắc, đóng cửa rất là êm anh chị. Về hệ thống an toàn thì ở hai bên của bánh xe thì sẽ được trang bị là hệ thống phanh, phía trước sẽ là phanh đĩa, còn phía sau sẽ là dạng tang trống ha. Ở phần phía sau của mẫu Grand i10 sedan AT mới thì về thiết kế vẫn có cái phần cụm đèn hậu viền LED ở phía sau. Xe vẫn được trang bị cho quý khách hàng là cái camera lùi cũng như là cảm biến lùi. Về phần logo thì logo mới của Hyundai anh chị, nó làm dạng nhôm xước nhìn cũng khá là bắt mắt. Ở phía sau vẫn có anten vây cá, đèn phanh trên cao và phần gương này sẽ là gương có tính năng sấy ha. Về mở cốp mình vẫn có tính năng là mở cốp từ xa, chỉ việc ấn và giữ nút horn này thì cốp sẽ được mở ha. Do đây là mẫu facelift thành ra là về thiết kế tổng thể hay là về động cơ, về chiều dài cơ sở thì không có sự thay đổi nên không gian cốp thì cũng vẫn như mẫu trước thôi. Đối với mẫu xe sedan thì không gian cốp nó sẽ tách riêng so với phần hatchback ha. Với không gian cốp cũng khá là rộng rãi để cho quý anh chị mình thể để đồ. Về mẫu i10 mới này thì về không gian hàng ghế thứ hai á, thì ghế nó sẽ không có gặp được, thành ra là không gian cốp của anh chị thì mình sẽ giới hạn ở cái phần khoang cốp thôi chứ không có chồm lên cái phần khoang ghế hàng ghế thứ hai được. Về không gian nội thất, đầu tiên là mình sẽ quay hàng ghế thứ hai cho mọi người coi. Thì đối với hàng ghế thứ hai á, Accent mới này thì nó vẫn được trang bị cho quý khách hàng là cửa gió ở hàng ghế thứ hai, và cửa gió này nó sẽ có ổ cắm USB ha. Về chất liệu ghế thì i10 sedan AT phiên bản full này nó vẫn được trang bị là ghế nỉ thôi. Ở phía sau nó sẽ có 3 vị trí tựa đầu nè. Và một điểm rất là lợi thế của i10 so với các đối thủ trong cùng phân khúc như là dòng xe Mitsubishi Outlander đi, thì được một cái là i10 này có khoảng trần nó khá là cao, thành ra là khi anh chị ngồi thì nó sẽ rộng rãi và cảm giác nó thoáng hơn khá là nhiều. Và đặc biệt là cửa gió hàng ghế thứ hai nữa anh chị, thì nếu như mà mình có tham khảo ở bên dòng Mitsubishi Outlander thì nó sẽ không có cửa gió hàng ghế thứ hai này ha. Còn đối với không gian nội thất cái hàng ghế phía trước thì mẫu i10 mới này nó cũng cách điệu lại cái phần cụm đồng hồ ở sau vô lăng, với hai cái đồng hồ cơ và một cái màn hình ở giữa có kích thước là khoảng 3.5 inch. Vô lăng thì sẽ được là bọc da với các chi tiết quyền chỉ đỏ, và xe sẽ được trang bị là startup engine, điều hòa chỉnh cơ. Vẫn có bản đồ dẫn đường của Hyundai Thành Công Việt Nam quý anh chị. Ở phía dưới này thì nó sẽ là dạng tần số, hộp số của nó sẽ là hộp số AT với 4 cấp ha. Tông màu nội thất của i10 sedan AT thì nó sẽ lấy hai tông màu chủ đạo sẽ là màu đen với màu kem, kết hợp với đó là những họa tiết quyền chỉ đỏ. Về ghế hàng ghế phía trước thì xe được trang bị ghế nỉ và chỉnh cơ. Tuy nhiên nó sẽ có một vài chi tiết quyền chỉ đỏ thì nhìn cái xe nó cũng nổi bật hơn. Với cái phần tựa bên hông nó cũng khá là ôm cái phần người của mình anh chị. Về động cơ thì mẫu i10 mới này sẽ được trang bị cho quý khách hàng là động cơ 1.2 cấp 3. Và mẫu này thì hiện tại cái mức tiêu hao đi kèm với hộp số 4 AT là tầm khoảng 5,8 lít cho 100 cây ha. Và với hộp số tự động thì đây là loại hộp số tự động có cấp ha anh chị, 4 AT. Về an toàn thì mẫu i10 mới này sẽ được trang bị những cái an toàn chủ động cơ bản như là ABS nè, EBD, rồi BA. Thêm nữa là về túi khí thì số lượng túi khí đã được tăng lên so với là phiên bản thế hệ cũ.
từ 2 túi lên 4 túi ha anh chị. Về màu sắc thì anh chị xem trên màn hình giúp mình ha. Và hiện tại mẫu xe Grand i10 mới này, mức giá nó cũng có sự thay đổi so với thế hệ cũ. Chị quan tâm thì đến với đại lý Hyundai Tây Đô để có thể coi xe cũng như là trải nghiệm mẫu xe này ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết phần video. Mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Tây Đô tặng thân chị.